Supermoviet.vn bán ít nhân quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Sang dừng tin bạn chơi đi Nacross ơi, hôm nay mua Việt sẽ chơi vị tướng mới nha. Có tên là Ata. Nhiều anh em bảo Ata sẽ là đù đù giống Widow Summerland. Không có đâu anh em ơi, không có phế đâu, mà cực kỳ kinh khủng khi các bạn sang cướp rừng. Và chiến thuật cướp của Ata nó gần giống như chiến thuật cướp của Adum. Khi các bạn mất máu sẽ có lớp máu ảo, và khi các bạn gây sát thương, máu ảo sẽ chuyển thành máu thật. Đấy, các bạn thấy hồi nhiều chưa? Hồi rất nhiều máu. Ở đấy là mình chỉ level 1 thôi, mình level 2 thì mọi chuyện sẽ khác nha. Bởi vì level 2 là Ata đang kéo tướng địch vô tường. Đây này, hất vô tường và làm choáng này. Đó. Rất khó chịu, và nếu anh em sử dụng phù hiệu level 2 thì thực sự là sang cướp rừng thì sướng thôi rồi. Điểm mạnh của Ata chính là khả năng hồi phục. Vậy thì Ata có trở thành nỗi khiếp sợ của team bạn với khả năng hồi phục để team bạn lên những món đồ như sách truy hồn, đao truy hồn hay không? Thì anh em cùng theo dõi video clip này nha. Rồi, không ai ra mid thì mình phải đi mid vậy. Kìa, team bạn cướp rừng kìa. Wow, băng trụ luôn. Khá là gắt, mà cũng khá là hay như mình xin nha. Đánh con này mình thấy rất là dễ nhảy, các bạn dùng chiêu bột này. Nó sẽ nhảy 2 lần. Lần đầu sẽ không có làm choáng, chỉ gây sát thương, nhưng mà lần 2 sẽ làm choáng nha. Thế hiệu quả. Các bạn dùng chiêu 2 để móc tướng địch. Cái điểm đến của chiêu 2 các bạn cố gắng làm sao móc vô tường, trụ hoặc là chiêu cuối của Ata. Mình xin con rơi. Mình thực sự không cơ động ảo diệu như Morat, nhưng mà dính chiêu của mình là sắp mặt luôn. Các bạn đừng khinh thường Ata là một chất tướng đỡ đòn nha. Lượng sát thương của nó cực kỳ to, đặc biệt là chiêu 1. Lên luôn, vào luôn bùa bạn ơi. Nhảy vào đây. Nhảy vào đây. Rồi, chiêu cuối giả rốt hai bạn là luôn. Tuyệt vời anh em ơi. Mình thấy sát thương là rất nhiều. Murat này, chiêu 2 choáng, chiêu 1 chết luôn. Còn chưa thèm dùng cái bộc phá đấy. Và hê này, chiêu 1 choáng này, trong chiêu 2 hất hơi hụt chút xíu nhưng vẫn chết. Anh em thấy, sau một hồi giao tranh, Ata rất ít máu, bây giờ lại đầy máu rồi. Choáng tiếp này. Có mạng tiếp này. Ôi, về anh em ơi. Hồi xong, hai thanh niên lên bảng đánh số quá nhanh. Sống trong rừng team bạn. Ở phút thứ 3 thôi, đã có 12 mạng team bạn lên bảng đánh số rồi. Và đây mạng thứ 13. Mạng thứ 14. Trời ơi, về anh em ơi. Bình tĩnh nào. Có máu ảo thực sự cái chỉ số rất tuyệt vời. Hồi cực ghê luôn. Choáng tiếp này. Chết tiếp này, lại gần đầy máu rồi anh em ơi. Đánh thế này thì sao chơi nhở? Không phải biến về luôn. Bạn làm cái gì vậy? Khinh thường sát thương của đỡ đòn à? Sai rồi nha, ơi. Mình cần hết anh em ơi. Chạy đi đâu? Mình cần hết. Uầy, các bạn thấy chưa? Đấy có phải đỡ đòn hay không? Sát thương là rất nhiều. Ứng khống chế cũng rất là nhiều. Đặc biệt đánh nhau trong những cái góc như thế này, nhiều tường như thế này thì Ata lại càng mạnh. Mặc dù trước cuối có thể tạo tường anh em ơi. Đôi xíu nào, đôi xíu bạn ơi. Giờ không đánh nhau nữa. Để cho team bạn thở chứ. Mới phút thứ gần phút thứ 5 thôi mà đã có 20 mạng lên bảng số team bạn rồi. Vâng, kinh khủng. Dạo chơi 2 vòng quanh rừng team bạn đã có 9 mạng và 9 điểm hỗ trợ.
Ở hiện tại thì có một vấn đề khá lỗi trong bản test, chính là mình mua đồ thì chẳng biết là mình mua cái đồ gì. Cứ ấn mua thôi vì chẳng biết là cái đồ gì đang rất là lỗi anh em ơi. Anh em hãy xem mô việc cân đôi bằng vị tướng Ata đấy. Đổi rốt hai bạn này không chạy qua tường được. Không chạy qua được. Đấy trời ơi. Vun cái máu không hề mất máu. Cân đôi quá easy. À đấy là sự hỗ trợ của bạn hai thanh niên tướng mới là song kiếm hợp bích với nhau. Rồi chắc chắn Murat chết rồi. Mình ra đẩy trụ nha. Quá gắt cái đội hình team mình. Cướp sạch rừng team bạn. Nói chung là toàn đánh nhau trong rừng team bạn thôi. Thực sự đây là một viện tướng khỏe nha. Chứ không đù đù giống kiểu video Samaleng đâu anh em ơi. Bởi vì chiêu thức của nó không bị phá thứ nhất này. Và chiêu thức của nó trên diện rộng rất là hiệu quả. Mà nó dùng theo kiểu dùng rất là dễ nha anh em ơi. Đấy, mình nhảy chiêu 1, chiêu 2 thì dùng cũng dễ thôi. Thì cần chúng ta chú ý cái tường, chúng ta phi vô tường. Chiêu cuối là cái chiêu mà các bạn có thể khép góc tướng địch rất là tốt. Các bạn có thể tái kích hoạt chiêu cuối để phá cái thuyền đi nha. Bởi vì các bạn không chạy được qua cái thuyền đâu. Choáng rồi, ok. Đây, lỗi chút xíu anh em ơi. Nhưng mà không sao. Tiếp tục này, mình cứ nhảy vào đội hình đi bạn mà quẩy thôi. Wow, thất thủ rồi anh em ơi. Nhưng vẫn chết thôi. Hình không chạy được. Ôi, hơi lỗi. Tiếc quá. Xoay siêu ngược anh em ơi. Đâu xíu nào, đừng vô trụ. Mặc dù mình khá là trâu nhưng mà trong trụ thì cũng không thể đỡ được lâu đâu. Cái này phù hiệu thích hợp nhất mình vẫn thấy là cái đấu khí nhá. Cái đấu khí thực sự là sinh ra cho Ata. Bởi vì các bạn thấy đấy, khi Ata bị tấn công mất máu thì nó có lúc máu ảo. Và đấu khí thì các bạn hồi máu mà. Hồi máu kết hợp với khả năng hồi máu của cái sát thương từ Ata gây ra. Thực sự là vị tướng này sẽ hồi máu cực kỳ ghê. Nên khuyên là đối đầu với Ata thì anh em cũng nghĩ là đối đầu với Adum hay là đối đầu với Lữ Bố hay là Pena. Các bạn nhớ lên cái sách chi hồn hoặc là cái đao chi hồn nha. Rồi, ba bạn này. Từ từ mình nuôi xíu ở đây này. Rồi, đánh các bạn ơi, đánh. Mình cắn hết. Mình cắn hết, bắt được bạn hết rồi này. Ui, cái thuyền nó hơi bị khó đặt vào đấy bởi vì cái góc quá to anh em ơi. Mình xin. Ôi, mình cân đôi. Mình cân đôi. Quá hay. Thực sự là song kiếm ở bích quá hay. Từ hay vị tướng mới anh em ơi. Vào trụ luôn. Chặn đầu luôn. Thế này thì AD làm sao được chơi. Trụ bắn nãy giờ anh em ơi. Nhìn nha. Máu thật thì còn một nửa cây thôi. Máu ảo thì cũng có nửa cây. Nhưng mà nếu có lính này, có tướng địch ở đây thì mình sẽ hồi lấy máu luôn. Thực sự con này là con tướng giao tranh cực kỳ khỏe. Có đáng một viên đá quý không anh em ơi? Tất nhiên là tướng khỏe này thì không biết thế nào đâu. Nhưng mà còn may là chất tướng đỡ đòn nha. Chất tướng đỡ đòn thành ra là sẽ bán rẻ hơn những chất tướng kiểu sát thủ, pháp sư hay là xạ thủ anh em ơi. Này thì hay Yate này. Mình cần hết. Ôi sao mình choáng nhỉ. Rồi hồi rất nhiều máu anh em ơi. Ôi thương. Chạy. Máu ạ. Hồi máu. Ôi mình trời ơi, chơi xấu thế cho bộc phá anh em ơi. Nếu không có bộc phá thì mình vẫn sống nhân gian qua đấy rồi. Đen quá. Solo với 3 người team bạn vẫn giết được 1 người. Nhưng mà Van Hê thực sự là choáng hơi nhiều và mình vào đó là biết là mình nên cái giày hậu vệ hay là cái giày kiên cường nữa.
thực sự là hơi bị lỗi cái phần mua đồ là không thể tùy chỉnh được, thành ra không chỉnh đồ theo ý mình được anh em ơi, rất là tiếc nha. Ok, let's go. 10 phút thứ 11 thôi mà 36 mạng rồi. Đúng là chỉ trong bản test thôi anh em ơi. Chúng hồi sinh ra là đánh nhau, hồi sinh ra là đánh nhau. Bạn chạy đi đâu? Bộc phá. Chạy đi đâu? Ở góc ở cái bụi này chứ gì? Ở cái bụi này chứ gì? Volcat là người tiếp theo. Đẩy trụ đi anh em ơi, đẩy thẳng đường giữa này. Thôi, kệ Murat thôi, đừng ra này. Wow, không quá lê đẩy trụ anh em ơi. Murat tin bạn thì cũng không phải là đánh quá kém đâu, không phải dễ bắt nạt đâu. Mặc dù là bị phá từ nãy giờ, vừa gặp mình thì tắt điện thôi, vì ảo chả mình không có mất máu. Đấy anh em ơi. Chứ bộ anh em hoàn toàn có thể nhảy qua tường rất dễ nha. Đấy. Ơi. Chạy hay thế nhở. Tập hợp đường giữa này đi các bạn ơi. Không nhây nữa. Nhây kiểu đánh game là cũng thua đấy. Kẹo nữa mà hai AT là thất tinh của những vị tướng kiểu có máu ảo hay là giáp ảo này. Máu ảo hay giáp ảo thì bạn nhiều đến đâu thì hai AT vẫn đánh thẳng vào máu của bạn. Cực kỳ ghê. Chạy đi đâu. Cái đường quá là hay. À không, cái thuyền anh em ơi. Ơ kìa kìa. À đây, đẩy nốt trụ đường giữa nha, mình sẽ về thủ nhà này. Hỏng hỏng rồi đấy các bạn ơi. Chạy làm sao được bạn ơi. Tớ mới có tên là Ata. Không biết là con gì luôn, con mèo hay con người. Bởi vì nó dưới biển lên lại còn có đuôi anh em ơi. Cởi trần như con trai. Quá gắt luôn cái đấy. Vừa khỏe, vừa trâu. Mà hình như là build đồ này là build đồ full tank anh em ơi. Build đồ full tank mở đam thì nó cũng không hề nhỏ. Thế mới hay. Trời ơi, lỗi nhiều quá. Cái huân chương choi cũng bị lỗi anh em ơi. Mình xin. Đỡ đòn mà ăn 16 mạng hỗ trợ 19 thế này. Kinh khủng thật. Tôi end game nha anh em ơi, không nhanh nữa này. Kê hết được về rồi. Chí luôn, lên luôn. Bao nhiêu người thì mình cũng vào quẩy hết. Chạy đi đâu. Các bạn nhìn thấy cột máu, cái thanh máu của Ata chưa? Thực sự nó dày đặc. Chưa vị tướng nào mình thấy là thanh máu nó dày như thế này. Bằng trụ bắt thế. Ôi. Tôi bị mù mắt cái chiều cuối qua đi. À, đây này. Trời lại luôn này. Wow. Thôi, đẩy luôn này. Có lính hồi máu cực kỳ ghê. Rồi, lại đầy máu anh em ơi. May là trận này AD đẩy tốt đấy.
chạy đi đâu. Hê nữa này, chạy đi đâu. 20-1-20 anh em ơi. Cái KDA là quá đẹp và kết thúc trận đấu luôn. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.